Kinh Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Ma Chướng Trên Đường Tu Tập Kinh Văn Tức thời như lai, tương bãi pháp tòa, ư sư tử sàng, lãm thất bảo Kỳ, hồi tử kim sơn, tái lai bằng kỷ, phổ cáo đại chúng, cập a nan ngôn. Nhữ đẳng hữu học, duyên giác thanh văn, kim nhật hồi tâm, thú đại bồ đề vô thượng diệu giác, ngô kim dĩ thuyết, chân tu hành pháp, Việt dịch. Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa, từ tòa sư tử, ngài viên chiếc ghế bảy báu, xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế, bảo đại chúng cùng A Nan rằng, các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học ngày nay hồi tâm hướng về vô thượng bồ đề như lai đã dạy pháp tu chân chánh cho các ông rồi giảng lúc bấy giờ đức như lai sắp rời pháp tòa là khi đức phật giảng gần xong hội kinh thủ lăng nghiêm từ tòa sư tử ngài vin ghế bảy báu đức phật đang ngồi trên pháp tòa tức tòa sư tử pháp âm của như lai ví như tiếng gầm của sư tử khi sư tử gầm lên tất cả các loài thú đều sợ hãi nên chỗ như lai ngồi giảng pháp được gọi là tòa sư tử chiếc ghế mà như lai ngồi được làm bằng bảy thứ báu để trang nghiêm như lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía rồi lại tựa lưng vào ghế thân của đức phật như núi bằng vàng tía ánh sáng rực chiếu khắp mọi nơi bảo khắp đại chúng cùng a nan rằng các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học trước khi đạt được bốn quả vị dành cho hàng a la hán họ vẫn được coi là hàng hữu học thanh văn là những vị đã được giác ngộ do tu tập pháp tứ diệu đế, duyên giác là những vị được giác ngộ do tu tập pháp 12 nhân duyên, nay hồi tâm hướng về vô thượng Bồ đề, A Nan và hàng thanh văn bây giờ đã hồi tâm từ quả vị tiểu thừa hướng về đại thừa, A Nan cùng hàng nhị thừa đã phát tâm cầu vô thượng Bồ đề, không có gì để sánh với sự giác ngộ nhiệm màu này. Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu hành chân chánh cho các vị rồi. Kinh văn: Nhữ do vị thức tu sa ma tha tỷ bà xá na vi tế ma sự ma cảnh hiện tiền như bất năng thức tẩy tâm phi chính lạc ư tà kiến việt dịch do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật nên bị rơi vào tà kiến giảng dạ, nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm sẽ xảy ra khi tu tập chỉ quán. Trước đây, A Nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ dạy cách thức tu hành. Ngài đã vì chúng sanh trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. Dù bây giờ Ngài A Nan đã hiểu được đạo lý tu hành rồi, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm tu tập. Ngài đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên Ngài không biết được những gì xảy ra trong khi hành trì, nên Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ, tức là tu tập thủ lăng nghiêm đại định, tu quán, là một pháp quán chiếu rất vi mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập, rất nhiều ma cảnh sẽ hiện ra, không phải hiện tượng nào cũng hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra khi các ông công phu theo phương pháp phản văn văn tự tánh hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh vốn có của mình thì ma cảnh sẽ xuất hiện nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma là gì là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình nhưng có hơi sai lệch không phù hợp với tránh chi kiến do đó bị rơi vào tà kiến nếu tránh chi kiến của các ông không được chân tránh không đúng với tránh pháp thì các ông sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh